Tiểu Cúc, thấy nói với chị ai đẹp hơn cứ nói thẳng đi, ok? Dạ chị xấu hơn, xấu với mẹ luôn à, ok? Thẳng thẳng từ từ làm thẳng dữ mấy, quay phim xong chết với chị nghe không? Cho mi cơ hội nói lại lần nữa đó, nói nghe coi. Dạ vẫn như cũ, ok chị. Nè, theo em thì chị với bánh bèo đứa nào đẹp hơn? Hả? Ba đó hả? Thì em cứ nói thẳng gì có gì đâu. Xấu đều à. Thì ngon ha, bữa nay ăn cất dòng hả mày? Chị nói ngọng, em nghe không có rõ. Đi tới cái hồ chỗ kia với tao. Uống chi vậy chị? Dễ tao nhận nước mẹ cho mày tỉnh ra thôi. Trời đất ơi, giỡn có chút xíu à. Mà lăn ra nằm ăn dạ rồi, mày chất thiệt ha. Trời ơi, có cần thiết khỏi cách làm đẹp mà phải cho tôi uống no nước vậy không? Cần thiết em chứ, tuy chế không đẹp nhưng bù lại được cái ác giả mang. Ok, tôi thua. Đi làm đẹp đi, xinh đẹp thì người ta mới mến. Xấu mà không phấn đấu thì đi hút trấu đi chứ đó, đừng làm màu. Trời ơi, muốn lắm nhưng không biết chỗ nào vậy nha. Muốn không, chỉ cho nè. Mày ngon thì mày nói nhẹ chơi coi. Tôi biết một trung tâm làm đẹp ở Sài Gòn good lắm. Nhưng mà tôi quên cha cái tên với cái địa chỉ mất rồi. Tiểu Cúc, có tin Quỳnh bẻ cổ mũi bây giờ không? Xin hãy mạnh tay u lộn, xin hãy dừng tay. Dạ, chào Quỳnh. Chào Quỳnh. Là Little Garden Spa ở Sài Gòn có đúng vậy không hả? Người mà nói không phải thì ta chưởng cho một cái bấy bưởi đó có nghe hay không? Là Little Garden Spa? Sao ông biết vậy? Ta mới bên đó về nè, ngày đầu người bị nhận nước. Ta vội xách quần chạy qua đây như gà mất đẻ để xem người còn sống hay lên bàn thờ rồi. Có gì hot không? Tóm lại cho mũi nghe thử đi Quỳnh, trung tâm đó có mở thêm chi nhánh nào nữa hay không? Tóm cổ mũi còn tóm được, huống chi tóm tắt. Nói lẹ đi trời. Đầu tháng 12 này sẽ mở thêm chi nhánh thứ 6 ở số 614 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp. Lăng kim trị sẹo rẻ nhất Sài Gòn chỉ 599.000, triệt long rẻ nhất Sài Gòn chỉ 350.000 thôi. Ôi good vậy, cái gì cũng rẻ nhất hết trơn vậy. Ngoài ra còn tuyển kỹ thuật viên nữa, hai má thích thì đăng ký luôn đi. Mà thôi, tụi bay xấu tệ hại vậy, chết rớt rồi. Để ta đăng ký chắc hợp lý hơn. Thì ra Tôn Thượng cũng thích ba, úi lộn sự ba nữa ha. Thôi cho Tôn Thượng ơi, chui lại nha ông á. Ông gấp giùm cái gì, ngứa vừa thôi trời. Nè, từ từ thôi, tôi quên địa chỉ mất rồi. Nói ông để lại địa chỉ coi. Địa chỉ của ông toàn não cá vàng mà. Nói ông để luôn mấy tấm hình tham khảo nữa nghe, để dễ hình dung hơn. Lầy không đối thủ. Nhanh đi. Ta từ Cần Thơ lên đây, đổ mồ hôi nách mới qua được bót cây lậy. Lên tới đây để chỉ cho các người biết về Little Garden Spa. Vậy mà các người đuổi ta về. Đồ khốn kiếp, bây giờ lại phải khứ hồi về bót cây lậy. Thiệt là khốn kiếp tập hề. Trời ơi, ông giận ông về kìa. Tỉ cản lại đi chứ qua bót cây lậy là mệt lắm á.